Dạ, Nhân quay xong cái clip này thì Nhân cũng chắc có lẽ thì bữa nay cũng chiều 28 Tết rồi. Thì ngày mai là 29 rồi, chắc ngày mai nữa thì Nhân cũng phải về quê. Dạ, Nhân xin chào cô chú và anh chị và các bạn, đừng có đè cái đầu. Hôm nay là ngày 28 Tết cuối năm rồi, mình có lì xì cho tụi nhỏ. Ở trong này là mình có 10 cái ông thần tài. Mình có để trong này là từ 1.000 cho đến 5.000. Cho đến 5.000, 5.000 rồi 10.000, 20.000, 50.000. Hả? Có trăm ngàn không? Có trăm À, không, ngàn không có, đâu có không? Năm chục là lớn nhất nghèo không? quá, có con bò nữa thì vô cho luôn. Cho luôn, vô con bò luôn. Rồi, có một khách mà vô luôn bò. Vô luôn. Bốc thăm mà. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô cái bọc. Rồi còn nữa là ở trong này có hai ba ba cái là chúc may mắn lần sau, và một cái gì nữa ta, nhất là gì hết được đúng không? Rồi dừng. Chú không thấy con ở đâu. Rồi thấy mấy... sao không thấy? Đây. Chưa, bây giờ tôi lắc lên nè. Mày giờ đứa nào bốc trước, đứng xếp ra ngoài, xếp ra, xếp ra ngoài chưa, từ từ tôi kêu lại, con xếp ra con. Bây giờ gái bốc trước ha. Ai bốc trước? Ai bốc trước? Ai bốc trước? Rồi nhường cho Xu nhỏ bốc trước. Em một lát rồi coi bao lì xì đi, một lát rồi coi tiền nhau ai là người. Có một tấm một à. Một tấm thôi. Đại đi. Rồi bốc lẻ đi. Rồi. Chưa, coi Xu nhỏ mở ra coi. Đem lại đây coi, đem lại chỗ này. Được nhiêu? My God. Ôi, được 10 ngàn đúng không? Chị, tới chị. Rồi, đâu, đưa 10 ngàn, 10 ngàn lại cái chỗ này cho người ta theo coi coi. Rồi thưa chị. Đâu 10 ngàn đâu? Chị. 10 ngàn rồi. 10 ngàn. Rồi xích ra đây, bắt đầu tôi sẽ. Không ai cầm máy quay trơn cho nên khó quá các bạn ơi. Giờ tới chị phải không? Rồi đến bò, đến Việt. Mẹ. Bốc từ từ coi. Xì. Muốn là thằng lấy bốc trước. Quê mày bốc trước. Không. Sợ hả? Sợ không mất. Rồi. Rồi chị bốc được 50 rồi nghe, chị bốc đại chứ chị không có lựa nghe. Bây giờ tới tới ai? Bò của ông sao, tại sao hai con không bốc trước? Sao phản hai con, hai con không bốc? Tại sao vậy? Hả? Không bốc luôn hả? Có bốc không? Mà bốc cuối cùng đúng không? Đúng không? Nhường cho em bốc trước đúng không? Rồi con thọt tay vô. Con chỉ lấy một tấm thôi nghe. Chứ không được lấy hai nghe. Rồi, bo thử ra coi. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây nè. 50 chắc luôn. 50. 50 chắc luôn. Nhiều. Rồi, bo được 50 luôn, tao cho hai mày nhường nghe. Rồi, chim. Rồi, rồi từ từ thôi, em nào cũng có xin lại đây. Rồi. Rồi chữa ra coi. 20. Con. Rồi, được 20 rồi thằng này chưa? Bây giờ con xích ra, còn con là người cuối cùng đúng không? Bây giờ con trong này còn một tấm 50. Giờ con gắng cầu nguyện sao mà con sẽ rút ông thằng tài 50 coi. Con nói giờ ông thằng tài ơi, ông hãy về với con, ông thằng tài 50 ơi, cho con bốc được ông đi. Cái này còn một tấm 50. Rồi bây giờ con thọt tay vô, không có lựa được. À con chỉ lừa lừa con tự con kiếm thôi. Trời ơi, đây đây. Lắm chắc.
Rồi. Thấy chưa, thằng này chưa là thằng này xui nè. Này con này xui. Sao em xui dữ vậy? Em xui chứ. Hai anh em số không có được. Hai người 50. Yeah. Hai người được 50 rồi. Hai người được 50. Rồi bắt đầu đứa nào lại lại cho coi coi đứa đầu tiên coi. Đứa đầu tiên nè, được nhiêu? Rồi, được nó 10.000 đúng không? Đây, đây chút như này đấy, năm 10 đấy. Chút ra chút coi, đâu mới thấy rõ được. Rồi. Hết rồi. Hai đứa con của ông nó xui quá, nó bốc. Thằng Bo vừa, thằng Bo bốc được 50. Con được 20. Ôi, hai đứa con ông nó xui quá à. Mai tối về sao vậy? Chắc mai về quá. Hả? Ừ. Mai về xu đầu năm lên ly xì. Ờ. Hả? Đầu năm lên ly xì. Hết rồi, bây giờ còn ở trong này là những cái phiếu bạn may mắn nè, con cầm đi con. Trời làm cho nhỏ không. Thôi con cầm không được. Cái này con đừng có bóp cái đó. Dạ. Mấy đứa xích ra đây. Đây bây giờ mình sẽ còn lại những cái phiếu này mình sẽ cho các bạn xem. Ok. Okay. Đây. Phiếu tiền. Đây. Xét. 5.000. À, 5.000 còn ở đây. Con quay thấy hết không rồi, con sắc vô gì vậy? Sao đưa ra tôi bóc? Thôi ông lớn mà bóc gì? À, còn cái này á, bà tại sao nó không bóc vô mấy tấm này nè? May quá trời ơi. Ai cũng may hết trơn. Đây là dạch ra coi. Dạch ra ngay camera đàng hoàng nó cho người ta quay mới coi được. Dạch ra đọc coi. Trời ơi, sức xuống sao hết. Còn đứng xích ra. Chúc bạn may mắn lần sau các tên. Ai bóc chúng cái phiếu này là rất xui nha. Bởi vậy mà sao mấy đứa bóc không ngay đó vậy? Tại vì nhanh mà. Tại sao mà con không chịu bóc ngay mấy cái phiếu này đặng cho nè đọc coi. Chúc bạn may mắn lần sau luôn. À cái tiếp theo. Cái gì vậy? Cái gì? Chúc bạn may mắn lần sau. Chúc bạn may. Chúc bạn. À, giống cái nãy nha, vẫn bút một. Hả? Thì bút một. Rồi cái này. Còn cái này nữa nè. Cái nào cái cuối là cái nào đi chị? Còn cái này nữa nè. Chắc là chúc bạn may mắn lần sau. Tại sao mà đứa không bốc ngay 1.000 mà bốc ngay 50.000 không vậy? Hả? Tại sao 1.000 này không đứa nào bốc vậy? Hả? 1.000 chỉ mua được một cây kẹo thôi. Trời đất ơi, rồi. Siêu. Đã không? Còn cái này. Để con bốc chưa? Để khui ra coi cái này là cái gì. Chú nhỏ gì vậy chú nhỏ? Một tờ giấy. Ừ. Chúc bạn may mắn lần sau tiếp. Cũng đi trang luôn. Ừ. Gì ơi. Gì Đọc đâu. Chích ra. Con chích ra mới thấy tụi nó hết được chứ. Bốn sớt vô không. Bốn quả cây gốt được. Cộng một quả cây gốt bằng. Trời cái gì vậy không? Bằng năm. Cái này nè. Chúc bạn may mắn lần sau. Đi trang. Con phải chích ra mới quay hết tụi nó rồi bây giờ. Nè cái gì. Đi vô. À. Đi vô. Giờ mình sẽ cha. Con coi người không được. Lúc con nhấc người lên. Đéo đi chen không thấy cái người. Cái này nè, đẩy lên nè, thôi con qua bỏ luôn đi. Chứ con làm không được. Ai biểu mày lửa. Rồi, bây giờ á. Bây giờ lì xì rồi nha, lì xì mà đứa nào may mắn thì được 50, đứa nào mà không may mắn thì được 10.000, người có buồn không? Buồn hả? Trời, bà ham tiền quá à. Trời đất ơi, buồn. Đứng xích ra chút coi, xích vào lại chỗ camera không à, gần sau mà là được. Rồi, bo gì mà rút được 50.000. Còn hai đứa này rút được 40.000. Còn việc gì mà hên ta ơi. Trời đất ơi. Là ba. Bây giờ có tiền rồi làm gì? Hả? Mua đồ. Xích ra sao cứ nhào lại ngay chân chỗ đây không à. Mày ghê.
Bây giờ có tiền tính làm gì nè? Hả? Giờ có tiền tính mua bánh ăn hay làm sao? Không. Hả? Để làm gì? Để dành. Không biết. Con xích ga mới thấy được, con lại gần đâu thấy con đâu mà con cứ lại gần đâu. Hả? Để vàng. Giờ 20 ngàn này định làm gì? Không biết. Để vàng. Định mua cái gì? Mẹ đi. Không biết. Để vàng. Rồi này để làm cái gì? Không biết rồi. Rồi này. Bo tính làm gì bo? Tiền này làm bo làm gì bo? Mua đồ chơi. Mua đồ chơi, mua cái gì? À, đồ chơi máy tính. Đồ chơi máy tính hả? Bao nhiêu? Cái đó là 30 ngày nữa. Còn bây giờ mình kết thúc clip thì các con nói là cô nói cái gì ta? Xin chào tạm biệt cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị nhớ xem video, cô chú và anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ Nhân Vlog nha. Gọi xích kha ra nói lớn lên. Rồi. Nói đi. Con nói là con xin chào chào tạm biệt cô chú và anh chị và các bạn. Cô chú và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Nhân Vlog vậy thôi. Rồi nhớ vậy, không ai biết nấu gì hết trơn, chờ nhận tiền tôi hết trơn, không có ai dám nấu gì hết trơn trời. Mừng quá không nói. Ôi đất ơi. Không, không, tôi nhận tiền tôi không đứa nào nói gì hết trơn luôn, không biết vậy tôi không cho tiền luôn. Rồi nói ai. Con xin chào tạm biệt cô chú và anh chị. Con xin chào tạm biệt cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị nhớ xem video, nhớ đăng ký kênh và nhâm chú Nhân Vlog xong. Trời ơi. Rồi giải tán các bạn ơi. Tụi nó lần đầu tiên tụi nó nhát quá. Thôi bây giờ Nhân cũng chiều 28 Tết rồi. Bây giờ Nhân cũng xin chúc cho cô chú và anh chị và các bạn mình nhiều may mắn trong công việc nha. Thì Nhân cũng biết nói gì hơn. Cảm ơn cô chú và các bạn đã luôn ủng hộ và xem video của Nhân. Và Nhân rất cảm ơn và Nhân chúc cho cô chú và anh chị và các bạn năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài. Dạ, Nhân quay xong cái clip này thì Nhân cũng chắc có lẽ thì bữa nay cũng chiều 28 Tết rồi. Thì ngày mai là 29 rồi, chắc ngày mai nữa thì Nhân cũng phải về quê. Thì Nhân hiện giờ đang ở trên huyện Hóc Môn, đang ở ngay ngã tư giếng nước. Thì bây giờ Nhân cũng tổ chức cho tụi nhỏ một cái lì xì, nhưng mà lì xì để bốc thăm may mắn thì mấy đứa nó cũng rất là vui. Thì giờ Nhân cũng xin khép lại. Nhân cũng xin chúc cô chú và anh chị năm mới an khang thịnh vượng và phát tài. Thôi Nhân chào tạm biệt cô chú và anh chị nha.